Mình là Thính Cốc Lục đây, mình xin chào tất cả anh em nhé. Ngồi lăng xê này. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Thằng cu em nó câu ở hồ câu, ôi thằng cước bị sước hết rồi. Tôi phải buộc lại cái cước này. Tôi buộc lại cước thì mình tính sau đi. Tôi không mang cần câu nhé anh em nhé. Tôi mang hai cái máy câu. Nó ngồi câu ở dưới hồ câu và cái hồ này thì nó sẽ có trôi củ. Lúc nào cá này rất chi là khó câu đấy anh em ạ. Thực sự là cái hồ này rất chi là khoai, cá khó câu đấy, mà trôi gấu của nó thì rất chi là nhiều. Tôi sẽ xuống, tôi ném lăng xê, nó câu và tôi sẽ ném lăng xê để tôi bắt trôi gấu. Không cần nhiều, tần này mồi tôi chỉ cần kéo một hai phát thôi, bởi vì cái hồ đấy trôi chỗ trôi sót của nó phải tầm 45 kg, 3 4 cân là bình thường. Như ở hồ khác như thế là cái hồ 100 tôi câu thế là to lắm rồi, cái hồ này là hồ bên cạnh cái hồ đấy. Tôi xuống tôi ném chỗ buổi tối mà anh em thông cảm chút đi. Thực ra thì cũng muốn đường đường chính chính câu. Thế nhưng mà mình bận, mấy hôm vừa rồi mình bận quá không đi câu được, thì bật quá thì thằng cu em nó gọi điện. Nó bảo anh ơi em đang ngồi câu ở đây, thì anh xuống. Xuống ném trộm lăng xê. Thì bảo để anh chờ khoảng 1 tiếng để anh trộn mồi rồi anh xuống. Nó câu chắc là khoảng 10 giờ tối nó về. Thì rất tiếc là cái video này thì là ném trộm thì xong thì là quay cái ném trộm thôi, chứ còn không được cá được mú nó không được quay, bởi vì câu là câu trộm. Và cái chủ hồ này thì chủ hồ nó nuôi cá nó hay lên hay là hay ra xem, đâm ra là cái thủ tục dòng cá dòng kiếc coi như là bí mật anh em nhỉ. Đó, mồi này rất chi là ngon. Hôm nay tôi trộn cực kỳ ngon luôn. Cho nó thêm tí nước nữa. Tại vì cái hồ này nó có trôi gấu. Nên là mình phải cẩn thận. Nào. Mình làm ăn phải cẩn thận. Chưa đạt yêu cầu. Đó, tôi cho nhão nhất có thể để cho trôi nó nhanh vào. Rồi, cho nó nhanh tan, cá nó nhanh vào. Đạt yêu cầu rồi. Đó. Rất chi là cực kỳ thơm luôn. Thú thực mấy anh em là đến giờ này vẫn chưa ăn cơm. Bận công bận việc. Với cả thằng cu em nó gọi nó máu quá là chưa ăn gì luôn. Nó bị tụt huyết áp. Tay thì nó đã run sẵn rồi. Nên là tụt huyết áp là nó càng run hơn. Tối nay là tối thứ sáu anh em nhá. À tối thứ bảy chứ. Tối thứ bảy ngày mùng mấy thì tôi không rõ lắm, nhưng mà ngày mai là chủ nhật sao nhỉ? Đó anh em, như này ném trộm và bắt trôi củ hủ. Một cục này nhìn rất chi là phê. Ok, mình hai cái máy câu, mình sẽ làm hai cục. Ôi ôi cái túi chặt quá, rồi hết lăng xê rồi, tôi phải còn mà vài bộ lăng xê thì tôi lấy bộ lăng xê mới ra tôi dùng. Đi chưa, đi chưa, đi. Thằng kia nó gọi nhéo nhéo nhéo, nó bảo anh đi chưa, bảo đây anh đang trộn mồi. Đang làm thế nhé. Thánh Cốc Lục chuyên đánh lăng xê. Thánh Cốc Lục chuyên đồ anh lăng xê, anh đồ anh lục có mỏm đéo đâu, chẳng qua đây là ném cho nó vui. Ui thì mẹ chưa ăn tụt huyết áp em ạ. Tại cái oánh tiết canh nó rầm rầm.
Rồi, ok, ra hồ. Vâng anh em, đóng cửa, xách hành lý và lên đường. À, ok. Khi mà về thì được hàng thì mình sẽ quay anh em xem. Kiểu gì cũng được thôi. Ngồi ngâm lâu nó câu đến 11 giờ cơ mà. Cái được được hàng cái thì tôi sẽ về luôn. Tổ dư mình mua hai tay lưới mới cưng, hồi hân nó bơi thuyền ra nó kéo vậy không, đêm nó ra nó kéo kéo lưới tôi để... Đèn sáng ngon nhá anh em nhá. Hôm quên không mang đèn pin cứ bật này rồi. lăng xê này cứ lem xuống cái là rô phi nó ở ngay đầu cần. Con rô phi to, mấy con rô phi to. Mẹ mày cứ Ok anh ok em hợp em nhé, cùng thế Long sau rồi. về rồi nhé. Tụi em cùng Long mang về rồi, con này phải cân thôi. Thế nó được 2 con nhá anh em nhá. Thôi để về nhà quay phim anh em xem. Em về đến nhà rồi nhá, hai cái lăng xê không có thời gian để nói nhiều. Chuồn nhanh không chủ hồ nó biết. Đây, vẫn có để nguyên ở máy móc các thứ này, quấn nhằng nhịt vào đây này. Tôi bỏ lên đây để cho nó khô trên máy tính. Ngày mai gỡ sau. Để cho anh em xem hàng nhá, hai em nhá. Tiếc cái là đi câu cho đi 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 câu trộm nữa là không không dám quay phim anh em ạ. Đây, thằng đưa cho thằng cu em nó mang về trước đây. Oh, anh em hai em một em này. Đó. Con này thì cân không cân được rồi. Quá, con này hồi hộp vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Củ đây chứ còn đâu nữa. Lôi con này biết phê anh em ạ. À, anh em nhìn này, con này khoảng cân rồi mà cái con này nhìn nó như này. Nhá, anh em nhìn so với bàn tay này. Tôi thì cái cân này nó có cân ở nhà nó có 2 cân thôi. Cái đuôi này. À. À, tôi cũng không biết là tầm mấy cân nữa. Đấy bóc thử cho anh em một cái vẩy để xem. Anh em xem nó to. Bởi vì quay phim thì anh em rất chi là khó đoán cá nó to như nào. Đây anh em cái vẩy cá trôi nhá. Như này, đây con vẩy này. Đó, vẩy con cá này. Đây. Vẩy cá này. Đây. Bằng 2 ngón tay luôn anh em nhá. Con cá. Tôi đoán con này nó khoảng tầm 4 5 cân gì đấy thôi. Anh em chân này. Con cá dưới mới bằng cái giày thôi. Con cá dưới bằng cái giày. Rất chỉ là to luôn. Không có cái đây anh em. Đó, giày cỡ 42 anh em nhá. Được 2 con đi câu lại không mất tiền. Ok anh em. Đó, lăng xê đó, lăng xê thành câu lục, đóng vào mồm là đừng có chạy chứ con này mà lấy lục đóng thì rất chi là khó mà vẩy nó rất chi là cứng. Đấy, đóng thẳng vào một cái vào mồm luôn, một cái vào mũi, không chạy đi đâu được. À, đi câu gọi là câu ké, câu trộm nên là không dám quay phim anh em ạ. Đó, ok. Hai cháu luôn.